xuất hiện hai tàu hút cát không người lái từ Trung Quốc trôi dạt trên sông, khiến cơ quan chức năng lo ngại ra vào trụ cầu. Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin hai con cá sấu khủng nặng hơn 100 kg nghi bị sổng chuồng giữa lúc thành phố Yên Bái đang ngập sâu trong nước lũ. Cảm ơn, chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 10 tháng 9. Trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Lào Cai xuất hiện hai tàu hút cát không người lái từ Trung Quốc trôi dạt trên sông, khiến cơ quan chức năng lo ngại gia vào trụ cầu. Hai tàu có tải trọng khoảng 100 tấn là tàu hút cát, trên tàu không có người. Tàu này trôi dạt đến cầu Cốc Liếu nhưng chưa gây ảnh hưởng đến cầu. Sau đó, tàu tiếp tục trôi đến khu vực cầu Phố Mới, cách cầu Cốc Liếu khoảng 2,5 km. Đại diện Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam và các địa phương liên quan không đủ năng lực, phương tiện thiết bị để xử lý hai tàu trên. Ngoài ra, Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cũng đã thông báo tới các sở giao thông vận tải nắm thông tin để phối hợp xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn. Xe ô tô đầu kéo chở than khi đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào thành cầu, rơi xuống vực. Khoảng 17 giờ 30 phút, tài xế Nguyễn Bá Sơn, 49 tuổi ở thành phố Huế, cầm lái xe đầu kéo biển số Thừa Thiên Huế kéo theo rơ móc chở than chạy trên quốc lộ 9 hướng từ Lao Bảo về Đông Hà. Khi đến cầu Sớm Ro thuộc xã Đắk Rông, huyện Đắk Nông, xe mất lái hút bay hộ lan cầu rồi lao xuống vực. Tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hơn 10 mét hộ lan cầu bị ủi bay xuống vực, xe đầu kéo nằm lật ngửa lên trời, khu vực cabin bị phần thân xe đè nát. Hiện lực lượng chức năng Quảng Trị đã đưa tài xế ra khỏi cabin, xe đầu kéo được trục vớt lên bờ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương, Hà Nội. Hiện nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các nhà máy thủy điện xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu. Việc hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, theo hướng từ Hoàng Kiếm đi Long Biên, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Hướng từ Long Biên đi Hoàng Kiếm, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Việc điều chỉnh sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Hồng Phong, cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, Phong điều khiển ô tô đi đánh bia, uống bia tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, sau đó chở hai người bạn đi hát karaoke. Trên đường về theo hướng tỉnh lộ 663 về xã Ia Mơ, khi đến đoạn qua xã Ia Dơ Rang, huyện Chư Prông, Phong điều khiển ô tô tông vào bà H, 49 tuổi, ngụ xã Ia Dơ Rang, đang đi bộ cùng chiều, vụ tai nạn làm bà H tử vong. Cơ quan chức năng đo nồng độ cồn đối với Phong với kết quả 0,841mg trên lít khí thở. Sau vụ tai nạn, ông Phong đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 420 triệu đồng. Cao Bằng đang đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Hàng loạt vụ sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến hàng chục người khác mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị tàn phá. Cụ thể, tại km 180 680 quốc lộ 34, đoạn qua xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, một vụ sạt lở đất quy mô lớn đã vùi lấp nhiều phương tiện giao thông, bao gồm xe khách, ô tô con và xe máy, khiến 7 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Chưa dừng lại ở đó, tại cùng huyện Nguyên Bình, các vụ sạt lở liên tiếp xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 10 người, làm 11 người bị thương và 13 người mất tích. Các nạn nhân chủ yếu tập trung tại các xã Yên Lạc, Ca Thành và Vũ Nông. Toàn tỉnh Cao Bằng có đến 663 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 15 nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm hecta cây trồng bị tàn phá, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân. Một trận lở núi kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Khe Bính, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khiến nhiều ngôi nhà bị vùi lấp và người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Theo thông tin ban đầu, đất đá từ trên núi đổ xuống đã nhấn chìm ít nhất 3 ngôi nhà. May mắn không có thiệt hại gì người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, như cung cấp nơi ở tạm thời, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Nguyên nhân ban đầu của vụ sạt lở được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến đất đai bị bão hòa gây mất ổn định. Vụ sạt lở đã gây ra những thiệt hại lớn về tài sản của người dân, đồng thời đe dọa đến tính mạng của những người sinh sống trong khu vực. Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại Hà Nội khi một tài xế công nghệ bất ngờ bị ngã từ tầng 2 của một tòa nhà cao tầng trong ngõ Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình và mắc kẹt trên mái tôn của một ngôi nhà bên cạnh. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một nam thanh niên đang làm nhiệm vụ giao hàng. Khi đến cửa thoát hiểm tầng 2, do một lý do nào đó chưa được làm rõ, nạn nhân đã bị ngã và rơi xuống mái tôn bên dưới. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Với sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp, các chiến sĩ cứu hộ đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân và đưa nạn nhân xuống an toàn. Nam tài xế công nghệ được xác định bị gãy chân và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sanh Pôn. May mắn là anh không bị thương quá nặng. Một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trên sông Chảy khi ba tàu hút cát bất ngờ bị lũ cuốn trôi và đâm thẳng vào thân đập thủy điện Phúc Long, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ, khi dòng nước trên sông Chảy dâng cao do mưa lớn, ba chiếc tàu hút cát neo đậu gần đập thủy điện đã bị đứt dây neo và bị dòng nước xiết cuốn đi. Với tốc độ kinh hoàng, các con tàu đã đâm mạnh vào thân đập và bị cuốn xuống hạ lưu. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ việc này. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn khi cả ba chiếc tàu đều bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân chính xác của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mưa lớn kéo dài và dòng chảy xiết trên sông Chảy là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn này. Vụ sập cầu Phong Châu, một trong những thảm họa giao thông nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, đã gây ra nhiều đau thương và mất mát. Nguyên nhân chính thức của sự việc đã được công bố, cho thấy mưa lũ và mực nước sông dâng cao là yếu tố quyết định. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, dẫn đến việc trụ T7 bị sập, kéo theo hai nhịp cầu đổ xuống. Vụ sập cầu đã khiến 8 người mất tích và 3 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn đang dâng cao. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao bị sập, khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu bị rơi thẳng xuống sông. Để đảm bảo giao thông thông suốt, tỉnh Phú Thọ đã quyết định lắp đặt cầu phao tạm thời. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang lên kế hoạch xây dựng lại cầu mới hiện đại hơn. Một vụ nổ xe bồn nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung Bắc Nigeria, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ nổ được cho là do một vụ va chạm giữa xe bồn và xe chở khách. Ngoài số người chết, vụ nổ còn gây ra thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi, đã liên tục phải đối mặt với những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ riêng năm 2020 đã có hơn 1.500 vụ tai nạn xe bồn xảy ra, gây ra hàng trăm cái chết. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do hệ thống giao thông công cộng kém phát triển và ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin hai con cá sấu khủng nặng hơn 100kg nghi bị sổng chuồng giữa lúc thành phố Yên Bái đang ngập sâu trong nước lũ. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, gia đình ông T.A. trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái là chủ nhân của hai con cá sấu này. Sau khi mưa lũ gây ngập úng, ông A đã trình báo về việc hai con vật nuôi có thể đã thoát ra khỏi chuồng. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương không khỏi lo lắng, đặc biệt là trong điều kiện mưa lũ, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Bà Đặng Thị Mai, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Cường cho biết chính quyền đã nắm bắt tình hình và đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm và bắt giữ hai con cá sấu. Cảm tốt cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.